Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 21 tháng 7 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới phiên sáng nay đã bất ngờ tăng mạnh khi các lo ngại về số ca lây nhiễm dịch COVID-19 trên toàn thế giới làm gia tăng sức hút của vàng với vai trò là tài sản đảm bảo. Theo World Meter, thế giới đã ghi nhận tổng cộng là 14,7 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 610.000 ca tử vong. Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh, với gần 3,9 triệu ca nhiễm và gần 145.000 ca tử vong. Chính các yếu tố trên đã tác động tới giá vàng, khiến giá vàng thế giới phiên sáng nay đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.818 đô la Mỹ trên một ao, tăng 9 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Về triển vọng của vàng, theo CMC Market, giá vàng đang có xu hướng tăng trong trung hạn. Hiện giới đầu tư đang dõi theo diễn biến của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu nhằm tìm kiếm các manh mối đầu tư. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 và thương chiến Mỹ-Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, thì nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ còn tăng giá. Tập đoàn Tài chính Đa quốc gia Citi cho rằng có 30% khả năng là vàng sẽ lên 2.000 đô la Mỹ trên một ounce trong 3 tháng tới do chính sách tiền tệ nới lỏng. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian đối với việc vàng chạm đến đỉnh cao mới. Còn tại thị trường trong nước thì giá vàng trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh tăng mạnh so với phiên giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC hầu hết được điều chỉnh tăng 130.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Duy chỉ có SJC Đà Lạt là chưa có sự điều chỉnh so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 50,68 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,08 triệu đồng trên một lượng. SJC Nha Trang có chiều mua vào là 50,67 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,08 triệu đồng trên một lượng. SJC Cà Mau có chiều mua vào là 50,68 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,08 triệu đồng trên một lượng. SJC Bình Phước có chiều mua vào là 50,66 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,08 triệu đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào là 50,65 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,09 triệu đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa, SJC Miền Tây và SJC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 50,68 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,06 triệu đồng trên một lượng. SJC Đà Lạt có chiều mua vào là 47,77 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,2 triệu đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên có chiều mua vào là 50,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,11. SJC Long Xuyên có chiều mua vào là 50,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,11 triệu đồng trên một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vàng các loại sáng nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua, cụ thể đang được niêm yết ở mức giá như sau. Giá vàng SJC Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng có chiều mua vào là 50,68 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,06 triệu đồng trên một lượng, tăng 130.000 đồng ở cả hai chiều. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có chiều mua vào là 50,28 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,81 triệu đồng trên một lượng, tăng 110.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có chiều mua vào là 49,96 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,71 triệu đồng trên một lượng, tăng 110.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có chiều mua vào là 48,958 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,208 triệu đồng trên một lượng, tăng 109.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có chiều mua vào là 36,336 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 38,186 triệu đồng trên một lượng, tăng 82.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có chiều mua vào là 27,867 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 29,717 triệu đồng trên một lượng, tăng 64.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có chiều mua vào là 19,448 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 21,298 triệu đồng trên một lượng, tăng 46.000 đồng ở cả hai chiều. Thưa quý vị, còn tại một số tổ chức lớn thì giá vàng hôm nay đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại Doji Hà Nội có chiều mua vào là 50,73 triệu đồng trên một lượng, tăng 120.000 đồng và bán ra là 50,94 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng. Tại PNG Hồ Chí Minh có chiều mua vào là 50,6 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi và bán ra là 50,9 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng. Tại PNG Hà Nội có chiều mua vào là 50,6 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi và bán ra là 50,9 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng. Tại Phú Quý SJC có chiều mua vào là 50,75 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51 triệu đồng trên một lượng, tăng 133.000 đồng ở chiều mua vào và 150.000 đồng ở chiều bán ra. Tại tổ chức Mi Hồng có chiều mua vào là 50,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 80.000 đồng và bán ra là 50,9 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào là 50,64 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,83 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi.
Còn tại một số ngân hàng lớn thì giá vàng SJC cũng đã có sự biến động so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại ngân hàng Eximbank có chiều mua vào là 50,75 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51 triệu đồng trên một lượng, tăng 120.000 đồng một chiều mua vào và 170.000 đồng một chiều bán ra. Tại ngân hàng ACB có chiều mua vào là 50,7 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,05 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng một cả hai chiều. Tại ngân hàng Sacombank có chiều mua vào là 50,25 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,8 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có chiều mua vào là 50,65 triệu đồng trên một lượng, tăng 20.000 đồng và bán ra là 51,15 triệu đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Maritimebank có chiều mua vào là 49,86 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên dịch ngày hôm qua. Tại ngân hàng TPBank Gold có chiều mua vào là 50,72 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 50,95 triệu đồng trên một lượng, tăng 120.000 đồng một chiều mua vào và 150.000 đồng một chiều bán ra. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbintap@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!